Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến bà thẩm phán già Ginsburg. Tại sao phải nói lối cái bà này ra mà nói là mình thấy buồn cười? Là vì chưa có một người nào mà phải nói rằng nói bà tham quyền cố vị thì cũng không đúng. Vì bà cũng làm 25 năm thẩm phán tối cao pháp viện. Tiền bà không thiếu. Danh vọng thì cũng quá nhiều. Nhưng mà sự thực bà muốn bảo vệ đảng Dân Chủ. Nhất là bảo vệ cái người mà đã đưa bà ra. Đó là cựu Tổng thống Bill Clinton. Trong đó Bill Clinton là một con người tội lỗi như mọi người đều biết. Nước Mỹ này nếu đừng có Bill Clinton thì ngày nay nước Mỹ không có loạn cào cào như bây giờ. Lại còn thêm Obama. Nhiều người chê Obama là chỉ chê có mỗi cái đường lối là bảo ông ta là người Ả Rập, không đẻ Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu chúng ta là một người công bằng, chúng ta nên nói chi tiết. Quý vị còn nhớ lúc Obama mà lên làm Tổng thống khóa đầu tiên vào năm 2006. 2009 đăng quang nhỉ? Thế thì 9 đến 12, 12 đến 16, đúng rồi. Ông ta trong cái buổi lễ tuyên thệ nhận chức Tổng thống, ông ta không chịu để tay trên Thánh Kinh. Ông ta muốn là lấy cuốn hiến pháp ra để ông ta để tay lên. Ông ta bị phản đối. Thẩm phán tối cao pháp viện bảo không, luật hiến pháp là phải để trên Kinh Thánh. Nếu anh không để Kinh Thánh, anh không phải là Tổng thống. Nên sau đó anh ta xấu hổ, anh ta phải chịu để tay lên trên Kinh Thánh. Nhưng mà quý vị thấy, khi mà đọc cái lời tuyên thệ thì anh ta lại đọc sai. Trong khi đáng lẽ lập đi theo lời ông Jim Roberts là ông chủ tịch tối cao pháp viện. Đọc đến đâu thì anh ta đọc theo tới đó. Đọc tới cái đoạn gọi là So help me God. Anh ta đọc sai. Thế rồi người ta cũng cho qua. Xong rồi những lúc mình đi tranh cử. Quý vị thấy nhiều lần đứng với Hillary mà anh ta thì đứng hai tay để lỗ rốn. Mà không để trên tay để chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Thế là một con người là rất quái gở. Tức là anh ta không muốn tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ và không muốn tôn trọng Thượng Đế. Anh ta chỉ muốn nói đến Allah. Nếu mà anh ta được đem cuốn Quran ra mà đọc theo lời Allah thì anh ta làm sốt sắng lắm. Bởi vì quý vị thấy khi anh ta làm Tổng thống lên đăng quang vào năm 2009, 4 tháng đầu anh ta cứ đi vòng quanh thế giới để mà xin lỗi. Qua Ả Rập, Saudi Arabia cũng cúi đầu 90 độ xin lỗi Ả Rập. Qua bên Nhật Bản cũng cúi đầu 90 độ để xin lỗi Akihito, Nhật Hoàng của nước Nhật. Bởi vậy cho nên khi qua đến bên tàu, Tập Cận Bình coi anh này như dân nô lệ. Nó bắt xuống tàu bay mà đằng sau đuôi chiếc tàu bay. Nhục nhã vô cùng tận. Rồi tên Tổng thống cả chớn phải luật tân, nó còn gọi tên này là một tên súc sanh. Nó gọi Obama là một tên súc sanh. Và nó tuyên bố công khai nó theo tàu. Đến cái lúc Donald Trump lên làm Tổng thống thì cái thằng Phil Luton kia nó phải quay trở lại. Nó bảo người bạn thân nhất của Phi ở Á Châu là Hoa Kỳ. Và quay ngược lại 180 độ. Bỏ Bắc Kinh. Bỏ Tập Cận Bình. Quý vị thấy rõ ràng không? Trông mặt thì mắt thành dông. Con lợn có béo bộ lòng mới ngon. Trong cái mặt Obama nó giống như anh khỉ đột, giống như là một anh gác cửa thôi. Nhưng mà nhìn Donald Trump dù thương, dù yêu, dù ghét vẫn nhìn thấy đây là một tên sư tử. Giống như trong phim trưởng cô gái Đồ Long Tạ Tốn mà nó rầm một cái là coi như nó gầm lên là cả thiên hạ điếc tai. Bởi vậy cho nên khi mà thấy Donald Trump lên thì mọi người đều khiếp sợ. Chúng ta phải dùng cái chữ đó. Bằng chữ đây mà con đơn nó đi xa cho vui. Bằng chứng lên làm Tổng thống qua Ả Rập, Saudi Arabia thì nước này dâng ngay 400 tỷ đô la mua hàng hóa của Mỹ. Đưa ngay 105 tỷ tiền mặt, còn 300 mấy chục tỷ sẽ trả góp trong vòng 10 năm. Qua bên Âu Châu, Liên minh Âu Châu lúc bây giờ lâu nay phè phỡn, ăn no ngủ kỹ, nước Mỹ phải nuôi quân 450.000 quân để giữ Liên minh Âu Châu mà không phải trả đồng nào.
Nhưng mà Donald Trump lên bảo từ nay các anh phải đóng góp nuôi quân Mỹ. Các anh nếu không muốn, không sao, tôi sẽ rút quân Mỹ về. Thế là các anh đều hoảng sợ hết. Lúc đầu thì ai cũng bảo rằng đảng Dân Chủ của Mỹ mà thôi rồi, Donald Trump này chết rồi. Bây giờ làm cái kiểu đó là Âu Châu nó bỏ Mỹ, là Mỹ cô đơn. Kết quả John Stoltenberg, chủ tịch của khối Minh Hiệp Bắc Đại Tây Dương, tuyên bố chúng tôi đồng ý đóng góp. Anh Juncker là chủ tịch của Liên minh Âu Châu cũng tuyên bố chúng tôi sẽ đóng góp. Sốt sáng đóng 2%. Năm đầu tiên cắt đóng vào khoảng độ 1.5. Rồi đến năm 2017 ông qua ông chửi một cú nữa. Ông bảo các anh đóng vậy không đủ, các anh phải đóng ít nhất từ 2%. Mà đến năm 2020 mà nếu các anh khá phải đóng 4%. Cuối cùng râm ráp đóng 2%. Và đến bây giờ ông Stoltenberg, tổng thư ký của khối NATO, tuyên bố một câu: nhờ Tổng thống Donald Trump mà quỹ của Liên minh Âu Châu và NATO bây giờ lên đến 100 tỷ đô la. Quý vị thấy chưa? Rồi ông mới kêu Tập Cận Bình qua Mỹ chơi thì ông cho xuống hotel, chứ ông đâu có đưa về Tòa Bạch Ốc. Ông bảo cái thằng này là cái thứ đảng cử dân bầu, làm sao mà cho nó về lấy được, đưa nó về chỗ hotel nó chơi gái thôi. Và trong lúc mà đang ngồi cho nó ăn cơm ở Malago Hotel ở Florida, ông ra lệnh bắn ngay 54 quả hỏa tiễn Tomahawk vào Syria. Lý do là vì Assad mà tàu yểm trợ, Nga yểm trợ đã dùng võ khí hóa học. Tàu hoảng, đến lúc ông mới qua thăm tàu, tàu phải mở cửa Tử Cấm Thành. Đó là cái thành quách của các vua triều cũ của Tàu Cộng. Đón ông như là một vị đại hoàng đế. Yến tiệc tổ chức ngay trong Tử Cấm Thành. Nhưng mà rồi ông làm gì? Ông ấy về ông vẫn ra lệnh đóng thuế triệt hạ 25% lên 250 tỷ đô la hàng hóa. Và từ tháng 3 năm 2018 đến bây giờ, quý vị thấy nước Mỹ nhắm mắt ngủ cũng thu vào được cả 100 tỷ đô la tiền phạt. Và đến bây giờ, ngày 1 tháng 12 vừa rồi, Tập Cận Bình mời đãi tiệc, yến tiệc cho Donald Trump ở Argentina, Á Can Đình. Thì trong bữa cơm, ông ấy ra lệnh bảo Canada phải bắt con mẹ giám đốc tài chính của Huawei. Thế thì Y Thị này bị bắt ngay lập tức. Rồi phải đóng 7 triệu đô la Canada, tức là vào khoảng 5 triệu đô la của Hoa Kỳ để được tại ngoại hầu cha chờ ngày ra tòa. Quý vị thấy chưa? Đối với thế giới là Donald Trump coi thiên hạ như là một cái cộng rác không đáng kể. Đảng Dân Chủ bây giờ mới mở mắt và lâu nay tưởng Donald Trump là một người không biết làm chính trị. Thế thì cái câu chuyện của cái bà già này ra sao? Bà này từ hôm 21 tháng 12 đến bây giờ bà ta trốn luôn. Không phải là vì bà ta mạnh khỏe đâu, mà là vì bà ta phải đi mổ lấy hai cái bướu ở trong lá phổi bên trái. Rồi từ ngày đó về là bà ta gục luôn, không ra được tòa nữa. Rồi lấy cớ là làm việc ở nhà. Cách đây 2 ngày Tổng thống Donald Trump mới gửi cho bà một cái nốt chứ không phải một cái thơ. Trong cái nốt đó bà, Tổng thống nói với bà rằng là tôi mong bà được mạnh khỏe mãi mãi và mong rằng bà sống được lâu nhiều năm nữa. Nhưng mà bà nên trở lại vấn đề tòa án để xử án. Nếu vì lý do sức khỏe không cho phép, tôi sẽ phải đề cử người khác thay cho bà. Bà hoảng quá cho nên tối thứ hai vừa rồi, bà đã phải xuất hiện ở trong một cái buổi gọi là trình diễn văn nghệ ca tụng người đàn bà ở nhà hát lớn ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Mà trong đó cái người mà diễn vai tuồng trong đó là cô dâu, con dâu của bà, một ca sĩ soprano, tên cô ta là Patricia Michael. Để mà mừng bà ta sinh nhật thứ 85. Nhưng mà có cái điều đảng Dân Chủ cũng lại láu cá, không cho phép ký giả chụp hình, không cho phép quay hình. Người ta chỉ nói rằng bà ta có ngồi đó thôi, nhưng mà không biết ngồi kiểu gì. Thế thì đây cũng lại là một cách lươn lẹo. Thì quý vị biết rằng sớm muộn bà này coi như cũng amen rồi.
Bởi vì quý vị còn nhớ ông Dr. Deadwood, tôi đã nói với quý vị cách đây vào khoảng 1.5 tháng sau khi bà ta bị té, chứ chưa phải đi mổ nữa. Ông ấy nói rằng là với cái tuổi 85 rồi mà té gãy 3 cái xương sườn như thế này, mà đã từng ung thư lá lách, đã từng ung thư ruột, thì chỉ có từ 3% sống sót thêm 3 năm nữa. Ý của ông ta muốn nói rằng giờ là coi như bà đơn điêu rồi. Thế thì giờ sớm giờ muộn, từ hôm nay cho đến cuối năm 2019, bà ta cũng không còn trên thế gian nữa. Và Tổng thống Donald Trump đã phải có cái danh sách đề cử, mà cái người được đề cử nhiều nhất bây giờ tới cái bà Barrett, là một vị thẩm phán rất có tài, một vị nữ thẩm phán mà đang ở tòa phá án vùng 9. Và câu chuyện đó xong thì chúng ta lại có một câu chuyện khác. Đức Giáo Hoàng Francis Fantico, ngài đã có cuộc viếng thăm sau khi ngài chủ tọa lễ tuổi trẻ thế giới ở kênh đào Panama. Ngài đã bay về thủ đô Abu Dhabi của nước Tiểu Vương quốc Ả Rập UAE hôm thứ hai và thứ ba vừa rồi để ngài chủ tọa một cái buổi thánh lễ cho trên 100.000 người Công giáo ở thủ đô Abu Dhabi. Đối với cái quốc gia Abu Dhabi có hai điều. Thứ nhất, người Công giáo chỉ có vào khoảng 1 triệu người thôi, đa số là người Philippines và người Ấn Độ. Và ngài đã được Hoàng Thái tử gọi là Crown Prince đã ra tiếp đón ở phi trường quốc tế. Sau đó ngài đã tuyên bố rằng ngài rất âu lo đến vấn đề Yemen, là cái nơi mà Saudi Arabia và Abu Dhabi này hợp tác để tiêu diệt Hồi giáo. Trong đó có nhiều tình trạng Hồi giáo diệt những người Công giáo, đàn bà và trẻ con, làm cho Đức Giáo Hoàng rất lo nghĩ và mong rằng các vị quốc vương này phải giải quyết vấn đề êm đẹp để cho nhân loại đỡ đau khổ. Rồi một bản tin sau cùng chúng ta có là những vấn đề đoàn người Caravan. Cho đến bây giờ thì đến có 5 đoàn người Caravan đã thành hình và đã đến Hoa Kỳ, 2 đoàn người Caravan. Và hiện người cái số mà cái đoàn người Caravan từ hôm 15 tháng 10 bây giờ còn vào khoảng độ gần 2.000 người ở Tijuana. Và một đoàn người Caravan khác đã ra đi khỏi Honduras, đang trên đường đến El Salvador, Guatemala, rồi vào đến Mexico. Đoàn người này bây giờ đã lên đến gần 4.000 người. Và càng ngày số người càng đông. Và họ nghĩ rằng trong vòng 1 tuần, 2 tuần nữa, nó sẽ đến biên giới của Tijuana và Hoa Kỳ. Đây là một trường hợp rất cần thiết để mà có bức tường. Và cũng là một sự kiện tạo nên tội lỗi, vấn đề buôn bán ma túy, vấn đề buôn bán phụ nữ, trẻ em và cái tội phạm MS-13. Nói tóm lại, Tổng thống Donald Trump đang cần thiết để giải quyết cái vấn đề biên giới mà mỗi một ngày nó một đông, là vì dân chủ sau lưng và vì tàu cộng sau lưng để muốn hại nước Mỹ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.